Nổi mày đay khi ra nhiều mồ hôi, bệnh gì? Bệnh mày đay cholinergics có dị ứng với mồ hôi xuất hiện khi cơ thể ra mồ hôi được vài phút. Ban đầu là các cảm giác nóng lên, ngứa ran và châm chích. Hễ khi nào tôi ra nhiều mồ hôi lại có cảm giác nóng, ngứa ran, thậm chí rát trên da, có lúc còn nổi những quầng đỏ. Những lúc thời tiết nắng nóng như đợt này, tôi rất khó chịu, khổ sở. Xin hỏi tôi bị bệnh gì? Trần Văn Hải, Hà Nội chia sẻ. Theo như triệu chứng bạn mô tả, có thể bạn mắc chứng bệnh mày đay cholinergics. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như do mồ hôi, do nhiệt độ, do nhiễm trùng ký sinh trùng, do thuốc, do căng thẳng cảm xúc. Bệnh được chia thành 4 loại: mày đay do cholinergics có tắc lỗ chân lông, mày đay do cholinergics có dị ứng với mồ hôi, mày đay do cholinergics có giảm tiết mồ hôi mắc phải, lan tỏa và mày đay tự phát. Bệnh mày đay có dị ứng với mồ hôi xuất hiện khi cơ thể ra mồ hôi được vài phút. Ban đầu là các cảm giác nóng lên, ngứa ran và châm chích. Tiếp theo là các ban đỏ xuất hiện với kích thước nhỏ từ khoảng 1 đến 4mm với quần rộng bao quanh các nốt ban. Các nốt ban đỏ do mày đay cholinergics có thể xuất hiện ở vị trí nào trong cơ thể. Tuy nhiên thường gặp nhất là ở người, các mu bàn tay, bàn chân, đôi lúc chỉ là các quần sáng ngứa mà không có ban đỏ. Để ngăn chặn tình trạng bệnh mày đay xuất hiện, bạn nên hạn chế các yếu tố là nguyên nhân gây nên như nhiệt độ, mồ hôi. Mồ hôi từ cơ thể thường là xuất hiện do nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên hiện tượng bệnh mày đay cholinergics có thể xảy ra do mồ hôi không do nhiệt độ, chẳng hạn như ra mồ hôi do căng thẳng. Hiện tượng mày đay cholinergics cũng có thể xuất hiện sau khi tắm nước nóng, xông hơi, nếu các biện pháp thông thường tắm, áp lạnh mà không cải thiện, hoặc tình trạng các nốt ban sần nặng nề hơn, bạn nên đi khám. Hiện nay cũng có thuốc để điều trị bệnh này, tuy nhiên dùng thuốc phải do bác sĩ kê đơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.